Hoàng hậu quỳ trước giường suốt đêm tân hôn, dương mắt nhìn hoàng thượng mây mưa với phi tần. Không chỉ vậy, hoàng thượng còn bắt cô làm giá treo quần áo. Đây đúng là giết người không cần dao. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Vivi là một sinh viên thể dục thời hiện đại, một lần cày phim quá mức đã vô tình rơi vào thế giới trong phim. Đau khổ là cô lại là nhân vật không sống nổi 3 tập, mỗi lần đều chết trong ngày lễ lớn, cuối cùng lại trùng sinh quay trở về đêm tân hôn, mà đây đã là lần tuần hoàn thứ 5 rồi. Cô quyết định thay đổi tình tiết phim để tiếp tục sống. Vivi mặc sẵn áo giáp bên trong, sau đó chạy một mạch tới đài tế cầm giáo phi chết thích khách, không ngờ vẫn bị kẻ khác mưu sát, khiến bộ phim lập tức đóng máy. Vivi cay cú trở lại cảnh đầu. Lẽ nào thật sự không có cách phá vỡ vòng tuần hoàn này sao? Cứ như vậy vòng tuần hoàn của cô lại tiếp tục, cô phải vắt óc nghĩ cách sống lâu thêm vài tập, nhưng kết cục vẫn y hệt. Đây đã lần thứ 21 cô bị hoàng thượng sỉ nhục trong đêm tân hôn. Lúc này Vivi đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp lôi phi tần nấp sau bức rèm ra ngoài, tức giận bật lại hoàng thượng: "Tôi thấy anh ngã 22 lần liên tục, chứng kiến hai người chim chuột tận 22 lần, thậm chí còn làm giá treo đồ bên giường các người tận 22 lần. Anh nói tôi có gì đáng vui sao?" Thấy Vivi dám vô lễ, lập tức cho cô một bạt tai, sau đó bắt cô quỳ dưới mưa cả đêm. Hôm sau Vivi sốt cao do dầm mưa suốt đêm. Thái hậu sau khi biết chuyện lập tức nổi trận lôi đình, sau đó ban chết cho phi tần kia. Hoàng thượng chỉ biết gượng cười phối hợp không dám trái lệnh, sau đó giả vờ tốt bụng đưa Vivi về điện tĩnh dưỡng, nhưng trong lòng đã tức đến mức nắm chặt hai tay. Vivi thầm nghĩ đường về điện sẽ vô cùng gian nan. Quả đúng như vậy, hai người vừa đi được chưa xa, hoàng thượng thô bạo đẩy Vivi xuống xe. "Này, dừng lại, làm trò gì vậy? Người có ý gì?" Tiếng gào thét khiến hoàng thượng đau đầu nhức óc. Lúc này một kẻ mặc đồ đen bất ngờ xông tới ám sát Vivi, đao nào đao nấy đều là chí mạng. Khi Vivi sắp end game thì một hòn đá bay tới, hóa ra là quận vương kịp thời ứng cứu, lại là một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển trong phim tàu. Vivi còn chưa kịp cảm ơn thì đối phương đã biến mất. Đúng là người tốt thường giấu tên, cuộc sống cổ đại cũng không sung sướng là bao. Bên này hoàng thượng đắc ý tưởng đã xử lý được hoàng hậu, ai ngờ tôi tới rồi đây, sao người lại bất cẩn như vậy, đấm cái lưng cũng không xong còn ném ta ra ngoài. Hoàng thượng ngơ ngác nhìn Vivi, mặt bỗng tối sầm lại, nhưng Vivi lại chẳng nghi ngờ gì, vẫn thản nhiên theo hoàng thượng về cung. Chuyển cảnh, tên thích khách ban nãy đang diện kiến hoàng thượng, thì ra tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của người, cứ nghĩ không có sơ hở, ai ngờ phi tần vì muốn tranh sủng đã trốn trong nhà vệ sinh cả đêm, nhân lúc trời sáng vội lẻn vào cung của hoàng thượng, ai ngờ lại bị hoàng thượng xa lánh vì mùi thối trên cơ thể. Mỹ nhân hà tất phải làm tới mức này, hoàng thượng, thần thiếp thực sự không còn cách nào khác. Sau đó bắt đầu vu khống hoàng hậu phái người giết mình, do liều mạng phản kháng mới ra nông nỗi này. Hoàng thượng nghe xong thì nhếch miệng cười, không hề tin lời cô ta nói. Liệu phi tần chỉ có vài thủ đoạn này thôi sao? Hôm sau hoàng hậu tự tay làm điểm tâm dâng lên hoàng thượng, vừa mở cửa đã thấy Trương Mỹ Nhân đang đút cơm cho hoàng thượng. Thấy hoàng hậu tới lại càng tỏ ra lố lăng hơn, thậm chí còn mời hoàng hậu ngồi xuống dùng bữa. Không ngờ hoàng hậu lập tức đồng ý, thẳng tay đặt đồ ăn của cô ta sang một bên, sau đó kêu hoàng thượng nếm thử đồ mình làm. Nhưng hoàng thượng lại nói mình đang nhịn đói để chuẩn bị cho một buổi lễ lớn để từ chối khéo Vivi, sau đó tiện tay trả lại bánh. Đây là đồ chay, nếm thử đi. Ăn đi. Không ăn. Ăn đi. Ta không ăn. Ăn đi mà, để thần thiếp nếm thử tài nghệ của tỷ tỷ. Cô ta làm vậy không phải giúp hai người giải vây mà có mục đích riêng của mình. Vừa ăn xong miếng bánh, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi như bị trúng độc. Hoàng hậu bất ngờ bị vu oan, nhất thời không biết giải thích thế nào, ú ớ cả buổi không nói lên lời, cuối cùng bị hoàng thượng hạ lệnh đuổi đi. Đúng là chỉ cần bạn hiền lành thì tự khắc sẽ có người trèo lên đầu bạn. Lần này hoàng hậu quyết định không chịu ngồi yên chờ chết nữa. Buổi sáng cô dậy sớm tập thể dục, lại trông thấy nha hoàn khóc lóc chạy vào, hỏi ra mới biết cô trông thấy Trương Mỹ Nhân nói xấu hoàng hậu nên mới xông tới tranh luận, ai ngờ lại bị đối phương đấm không trượt phát nào. Quá lắm rồi, đánh chó cũng phải xem mặt chủ. Nương nương, không phải sợ, đi thôi. Sau đó Vivi dẫn theo nha hoàn hùng hổ tới chỗ đối phương tính sổ, vừa gặp đã cho cô ta một vả. Trương Mỹ Nhân đứng hình mất chục giây, khóc lóc đòi tìm hoàng thượng làm chủ, mà không biết rằng luật hoa quả không chừa một ai. Hoàng hậu cố ý ngáng chân cô ta, sau đó cũng giả bộ ngã theo. Nha hoàn vội trách cô ta dám ngáng chân hoàng hậu nương nương. Trương Mỹ Nhân bối rối không nói nên lời. Cuối cùng Vivi lương thiện quyết định tha cho cô ta, trước khi đi còn không quên cà khịa vài câu là cô tự mình hại mình. Tát 20 cái thật mạnh thật vang cho ta, cô điên rồi, nếu hoàng thượng biết nhất định sẽ không tha cho cô. Hoàng thượng thì làm sao, chuyện người hại ta nếu để thái hậu biết được không biết sẽ thế nào nhỉ. Hoàng hậu thấy chưa đã, liền kêu nô tỳ hầu hạ Trương Mỹ Nhân giúp mình ra tay. Thấy nô tỳ thân cận lại dám đánh mình, cô ta uất ức giơ tay tát lại. Cứ như vậy chủ tớ hai người tự tàn sát nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó hoàng hậu và nha hoàn hả dạ rời đi. Không lâu sau hoàng thượng nghe tin, lập tức hùng hổ tìm Vivi hỏi tội. Hoàng thượng vì muốn lập phi tần lên làm hoàng hậu, đã phái người ám sát hoàng hậu nhưng không thành. Về tới kinh thành, hoàng thượng tức giận ban chết cho thích khách. Khó hiểu là hôm qua còn thân mật cùng hoàng hậu ra ngoài đi săn, sau khi bắn trúng con mồi liền lệnh cho hoàng hậu đi nhặt. Hoàng hậu vừa đi thì hắn ta vội lệnh cho thích khách bắt đầu hành động. Xứng đáng 10 điểm kiên trì. Vivi sau khi nhặt cung tên, bỗng nghe thấy tiếng động vội ngoảnh lại nhìn. Ôi mẹ ơi, lại là ngươi sao? Cứu mạng. Một mình mắc kẹt nơi hoang vắng, e rằng lần này hoàng hậu sẽ lành ít dữ nhiều. Trong cung điện, hoàng thượng thấy đã hơn một ngày mà hoàng hậu chưa quay về,
thầm nghĩ kế hoạch đã thành công, ung dung thưởng thức trà cùng Trương mỹ nhân. Quận vương nghe tin hoàng hậu mất tích, hùng hổ xông vào chất vấn hoàng huynh, biết hoàng thượng cố ý làm vậy. Quận vương nổi giận uy hiếp: lương tướng không có công lao cũng có khổ lao, trấn thủ biên cương chỉ có một người con gái, nếu hoàng hậu có mệnh hệ gì, e rằng tên thích khách này đúng là vô dụng, đuổi theo hoàng hậu từ sáng tới tối vẫn chưa bắt được. Đây đúng là sự sỉ nhục của nghề thích khách. Hoàng hậu chạy suốt một ngày dòng dã, cuối cùng đã tựa vào cây nghỉ ngơi lấy sức. Bỗng một bàn tay vươn ra, khiến cô sợ hãi ôm đầu kêu cứu mạng. Ngẩng đầu trông thấy vương gia mới yên tâm, sau đó khóc lóc nói mình không đi nổi nữa. Do dự một hồi, vương gia trực tiếp phát hoàng hậu về cung. Thấy vương gia cứu hoàng hậu an toàn trở về, mà hành động của bọn họ còn có chút thân mật, hoàng thượng liền nghĩ vương gia đang cố ý khiêu khích mình, lập tức kéo tay hoàng hậu lại. Không ngờ vương gia cũng không có ý định buông tay. Khi hai người đang giằng co, hoàng thượng trực tiếp hôn lên môi Vivi. Người thuê thích khách là hoàng thượng mà người ghen cũng là hoàng thượng. Máu chó như này đúng là chỉ xuất hiện trong phim. Lúc này thái hậu truyền chỉ kêu ba người trở về tham gia lễ tế thiên. Vivi vì mải cày phim, vô tình rơi vào thế giới phim, đã chết tổng cộng 22 lần trong lễ tế thiên. Để không tiếp tục rơi vào vòng tuần hoàn đó, lần này cô đã lục soát người của các vũ nữ một lượt. Ai ngờ lần này lại không phát hiện ra hung khí. Thấy hành vi thất lễ của Vivi, thái hậu lập tức nổi trận lôi đình: quỳ xuống cho ta, thật không ra thể thống gì. Vâng ạ. Mau đưa hoàng hậu về lãnh cung. Vâng. Vivi vui sướng rời khỏi buổi lễ, thầm chúc mừng bản thân đã tới được tình tiết mới. Cô gái này tên Vivi, vì mải cày phim đã bị hút vào thế giới trong phim. Vốn là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với vương gia, nhưng Vivi vừa xuyên không tới lại chẳng có ký ức gì. Nhớ lại năm đó, vương gia dẫn Vivi ra ngoài đi dạo, không ngờ cô lại bị ngựa đâm trúng. Khi Vivi đang lơ lửng giữa không trung, hoàng thượng bất ngờ bay tới cứu. Dưới những cánh hoa do đoàn phim thả xuống, hai người đã có một cảnh yêu lãng mạn. Vương gia vô cùng tiếc nuối vì năm đó không học bay để cứu cô. Vivi cũng cạn lời với tình tiết máu chó này, chỉ biết tươi cười an ủi đối phương, mà không ngờ màn anh hùng cứu mỹ nhân khi đó đều do hoàng thượng sắp xếp, mục đích là muốn chiếm binh quyền trong tay phụ thân của Vivi. Đến nay đã hết giá trị lợi dụng liền muốn thẳng tay tiêu diệt. Thấy việc ám sát hoàng hậu không thành, liền nghĩ ra một kế hoạch hiểm ác. Ám sát thất bại, vậy hãy cho cô ta ngã xuống từ ngôi vị cao nhất, giết cô ta một cách quang minh chính đại. Thế là hoàng thượng bắt đầu đối xử tốt với Vivi, thái độ của đối phương thay đổi 180 độ, khiến Vivi hoang mang lo lắng, vội kiếm cớ bỏ trốn. Ai ngờ lại bị hoàng thượng kéo lại, chậm chậm ghé sát tai cô, nhẹ nhàng nói đêm nay sẽ tới tẩm cung của Vivi. Vivi mơ hồ không biết đối phương đang lên quỷ kế gì hại mình. Để làm thất bại âm mưu của hoàng thượng, cô đã lên kế hoạch cho riêng mình. Buổi tối, hoàng thượng vừa bước vào, liền giật mình khi thấy Vivi mặc đồ thái giám, sau đó bắt đầu giả khùng giả điên, tưởng như vậy sẽ có thể đuổi được hoàng thượng đi. Ai ngờ đối phương không mắc mưu, lập tức trèo lên giường chuẩn bị thị tẩm. Vivi vội ngăn cản hành vi điên loạn của hoàng thượng, sau đó đề nghị cùng nhau uống rượu, mục đích phân tán sự chú ý của đối phương. Hoàng thượng dù không vui nhưng vẫn đồng ý uống rượu cùng cô. Bỏ chén rượu xuống, Vivi liền giả vờ uống say ngất đi. Cứ như vậy hai con lươn chúa đã ôm nhau ngủ một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, hoàng thượng cố ý bày ra tư thế quyến rũ trước mặt Vivi: mãi bên nhau bạn nhé. Trong những ngày tiếp theo, hoàng thượng vô cùng quan tâm chiều chuộng Vivi, mà Vivi cũng dần lọt hố. Lẽ nào kế hoạch của hoàng thượng sẽ thành công dễ dàng như vậy? Được rồi, tới đây thôi. Nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé.